Con tàu Ever Given đang khiến cả nền thương mại thế giới chao đảo khi nằm chắn ngang kênh đảo Suez. Theo tờ Bloomberg, một tính toán sơ bộ cho thấy dòng vận chuyển hàng hóa có quy mô lên đến 9,6 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày đang bị đình trệ vì sự kiện này. Con số này dựa trên sự tính toán của tạp chí công nghiệp Loyalist. Theo đó, dòng vận chuyển hàng hóa hướng Tây trên kênh đảo Suez trị giá khoảng 5,1 tỷ đô la mỗi ngày, còn dòng vận chuyển hàng hóa hướng Đông trị giá khoảng 4,5 tỷ đô. Như vậy, tổng cộng cả hai chiều, tàu Ever Given đang chặn dòng vận chuyển hàng hóa trị giá 9,6 tỷ đô la mỗi ngày. Tuy nhiên, phía Loyalist thừa nhận rằng những con số thống kê trên chỉ là những tính toán sơ bộ, con số thực tế có thể lớn hơn nữa. Mặc cho những nỗ lực giải cứu, con tàu Ever Given vẫn bị mắc kẹt kể từ hôm 23 tháng 3 khiến hoạt động giao thông trên kênh đảo Suez bị đình trệ nghiêm trọng. Ever Given thuộc dòng tàu container siêu lớn, dài 400m, nặng tới 220.000 tấn. Ước tính 13 triệu thùng dầu đang có mặt trên 10 con tàu bị mắc kẹt ở kênh đảo Suez vì sự cố của Ever Given. Điều này gây ra mối lo về sự gián đoạn vận chuyển dầu, khiến cho giá mặt hàng này tăng trở lại. Cụ thể, giá dầu thế giới tăng 6% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, 24 tháng 3, khi thông tin về việc giải cứu Ever Given rơi vào bế tắc. Việc mất bao lâu để di chuyển được con tàu Ever Given bị mắc kẹt và giải tỏa sự ách tắc giao thông hiện tại sẽ quyết định những tác động sâu hơn đến thị trường. Hiện, nhà chức trách Ai Cập đã huy động các công ty chuyên về giải cứu tàu và khoảng 10 tàu kéo để giải phóng Ever Given nhưng vẫn chưa mang lại kết quả. Kênh đảo Suez đi vào hoạt động từ năm 1869, là một trong những tuyến hàng hải đông đúc bậc nhất thế giới với nhiều tàu chở dầu thô, hàng hóa từ Trung Đông sang châu Âu và Bắc Mỹ. Khoảng 12% thương mại toàn cầu, 10% dầu mỏ vận tải đường biển được vận chuyển qua kênh đảo này. We'll be right back.